Thì anh có thể chia sẻ lần đầu tiên mà lúc mà anh mò một cái xác của một người chết ở dưới sông lên thì nó như thế nào? Thấy người chết á, thì lúc nào cũng dịu nhiễu, đem lên bờ là tự nhiên là máu họng máu mũi sặc ra hết, kiểu bị ép nước á. Tứ rửa mặt chừng nào là máu ra đấy, một hồi mới hết máu. Cô bác quý anh chị thì hiện nay thì Bùi Hồ cùng với anh Nguyễn Nam TV đang có mặt tại nhà anh Hiếu. Thì sau những lần hành trình lên lên trên sông cùng với anh Hiếu á, thì bắt được rất là nhiều cá. Thì ngoài việc mà anh Hiếu bắt cá như thế, thì anh còn có một cái lương tâm với nghề nghiệp của mình, đó là anh mò xác chết trôi sông, và đặc biệt là trên sông Vàm Nao của mình. Thì đến nay thì anh cũng cũng cái quá trình của mình đó, thì anh cũng rất là nhiều câu chuyện mà liên quan đến việc mò xác chết trên sông. Thì anh Hiếu hôm nay thì anh có thể kể cho em nghe về những cái câu chuyện mà liên quan đến việc anh mò xác chết trên sông như thế nào anh Hiếu? Thì bây giờ cuộc sống của anh là bên nghề thợ lặn, là đi lặn đồ mướn hay hoặc lặn cá này kia, và nhiều khi bà con người ta nói có người dòng họ thân nhân đã bị chết nước chết đuối, rồi người ta điện cho anh vẫn đi bình thường, y lệ tới chỗ đó lặn mò lên, rồi mò lên cho người ta để đem về, người ta rất mừng. Để con mình mà để nổi lên á thì nó đã sình hôi thối rồi, nếu mình giúp đỡ được người ta vậy á là người ta cảm ơn mình, là lên mò lên lại về ta tẳng lẹm chôn cắt là còn nguyên vẹn. Chứ nếu mà để mà 3 ngày nó giáp tử nó trôi lên nó sình á thì nói chung là gia đình cũng phức tạp, chòm sớm cũng khó lợi. Thà mình tư vậy đó, đem về được cái xác tư người ta vẫn cảm ơn mình, còn kiểu mà như mà để á, nó giáp cử 3 ngày sình lên rồi á, nó không có chòm sớm hoặc là láng giềng gì đó, nó hôi thối ít ai lợi hết. Còn mình làm giúp đỡ được vậy là cái điều của mình là rất là tốt. Cái việc mà anh khi mà anh mò xác như thế đó, thì anh có nhận tiền từ những cái gia đình họ không? Nhiều khi á, nhà giàu á, người ta thấy hoàn cảnh mình, người ta nói mướn thợ lặn cũng 4-5 triệu thôi, cho 1-2 triệu hay 500 thì cái cho nhà giàu cho, anh không nhận người ta cũng nhét vô túi. Thì cái phần đó nếu mà ép quá, không phải là mình khổ thì khổ thiệt, trả lại người ta cũng không nhận, thì nói thôi thì mướn thợ lặn 4-5 triệu thì cho cưng này 500 tiền chi phí xăng cộ là cũng nhận bình thường, còn gia đình những người gia đình khổ quá thì anh không lấy tiền luôn, là cái chuyện đó như mình đi cúng điếu thôi. Còn như những hộ giàu quá mình không lấy, người ta cũng không chịu, ta cái chi phí của mình đi á người ta biết, ta nói hoàn cảnh tôi có ăn, còn ông khổ quá thôi lấy tiền xăng lại 500 vậy đó thì cũng vẫn lấy. Như cái lúc mà anh xuống dưới anh lặn rồi cái cảm giác anh có thấy sợ được không anh Hiếu? Không, tại vì nó đã quen sông nước rồi. Xuống dưới cũng vẫn bình thường, mình tưởng tượng là như mình bắt con cá đó thôi. Dính rồi cục giò lôi lên hoặc là nếm tay lôi lên vậy thôi. Khi anh làm nghề sông nước này khoảng bao nhiêu năm hay anh ha? Cỡ 7-8 năm. Thì hiện nay thì đến thời điểm này thì anh đã mò bao nhiêu người đã chết trên sông ạ? Cỡ cũng 6-7 người. Sáu bảy người cho xong rồi, mà nói chung là khác địa phương hết chứ không phải là chung địa phương mình. Nói chung là ở đâu điện có người đích để đuối nước là mình có tới, chứ không phải là bất cứ là ở xã mình. Cái phương tiện của anh mà khi mà anh di chuyển để mà anh mò xác là anh đi bằng phương tiện gì? Phương tiện nếu ở gần của quê mình thì chạy xuồng máy của mình á, cái xuồng nhỏ của mình đi. Còn ở xa thì mình phải nhờ phương tiện cái máy hơi bơm hơi xe của người ta để lên xe honda xuống đó câu điện vô chạy thả ống dây ra lặn. À, là có nghĩa là bình giá ép bơm hơi đó đúng không anh? Là trong lúc đó nếu mà ở xa mình nhờ cái bình đó chở lên xe thả ống dây hơi bỏ trên bờ đó, lặn. Còn nếu mà gần gũi đó, thì mình chạy xuồng máy đi. Trong cái quá trình mà anh mò xác thì có những cái lúc nào mà anh cảm thấy mình về đêm mình cảm thấy mình trăn trở, mình thấy nó trằn trọc không? Không, bình thường. Hồi đó giờ là cũng ok, y gan ngày mỗi ngày thường mình đi lặn cá bình thường. Có nghĩa là anh có ám ảnh về đêm không anh? Không, không có gì hết. Chuyện của anh là chuyện bình thường.
để sống nghề sông nước nó quen rồi anh không có nghĩ tới chuyện đó. Người ta nói cái nghề sông nước là một trong những cái nghề bà cậu, có người thì ở miền Bắc thì người ta sẽ kêu là nghề bà thủy. Thì cái việc đó thì nó rất là quan trọng và nó mang hơi hướng tâm linh. Khi mình sinh xăm sinh quẻ thì mình sinh không được thì mình sẽ không mò, và đặc biệt là những cái vật mà mình rơi xuống nước thì anh có thể chia sẻ về cái vấn đề đó không anh Hiếu? Giống như những cái đồ ghe chìm hoặc là người ta mướn mình lặn đồ, cảm thấy cái đó là anh không có nghĩ tâm linh mà điều anh giá gian bà cậu. Nếu cái món đồ đó cho con lấy thì xuống dưới mình cảm thấy được mình lấy lên, còn xuống dưới và lấy lên cái món đồ đó đã không cho lấy rồi, chỉ đi lên không thôi. Giờ ai hỏi mình cũng không nói hết, giờ đi về không, khỏi lấy tiền người mướn luôn. Nếu mà cố tình lấy thì không có được. Việc mà sống theo nghề bà cậu thì em đã biết lâu rồi. Và việc mà sống trên sông nước thì hiện nay cái cuộc sống của anh nó có khá giả lắm không? Nghề bà cậu thì nói chung là sống qua ngày đón tháng, gác dầm lên là hết tiền. Dạ. Có một điều em suy nghĩ như thế này, là những người khi mà thợ người ta làm hồ á thì người ta sẽ ngại cái việc mà xây nhà mồ. Thì cũng giống như anh, khi mà anh mò cá thì anh sẽ ngại cái việc mà những người mà làm nghề mò cá thì người ta sẽ ngại cái việc mà mò sát. Thì đối với anh thì anh có ngại không? Anh không ngại, tại cái đó là cái giúp đỡ cho người ta mà. Dạ. Đâu có bà cậu nào cấm chuyện đó, cái đó là cái tâm của mình thôi, cái phước của mình. Mình làm phước thì được phước. Khi mà mò sát của một người á thì nó sẽ khác với lại mò một con cá, nó sẽ khác nhau hoàn toàn. Nó rất là khác mà. Dạ, thì anh có thể chia sẻ lần đầu tiên mà lúc mà anh mò một cái xác của một người chết ở dưới sông lên thì nó như thế nào? Thấy người chết á thì lúc nào cũng dịu nhiễu, đem lên bờ là tự nhiên là máu họng máu mũi sặc ra hết, kiểu bị ép nước, tứ rửa mặt chừng nào là máu ra đấy, một hồi mới hết máu. Trong lúc cái người chết đó mà cái người nhà điện là mò không dính, chỉ có người ngoài điện mò mới dính thôi. Trong thân nhân điện là điện mò là không dính. Cũng có chuyện đó luôn hả anh? Cái người ngoài điện, nhiều khi cái người trong nhà điện cứ nói không, người nhà điện thà cho số tôi cho người khác điện tôi đi, cái người nhà điện là không bao giờ mò dính. Cái người khác á, mò ngoài dòng họ là điện mò mới dính. Cũng có một cái tâm linh chuyện đó nữa. Mặc dù là mình mò suốt ngày vẫn không dính hả? Cái người ngoài điện là dính, còn cái người trong thân nhân trong dòng họ là điện tức tối là không bao giờ cho đụng. À, là ngoài. Ngày xưa giờ luôn anh gặp rất là nhiều lần anh rút kinh nghiệm hay là sao? Vậy. Có biết, tại vì bây giờ trong thân nhân là điện bị tức tối là không bao giờ cho mình đụng cái xác chết đó, chỉ có người ngoài điện. Không là cái mò sự mới chia đụng. Sẻ của anh Hiếu. Trong cái dịp này thì tụi em đến với anh thì cũng đang mùa nước lên, thì cũng đối với người miền Tây của mình đó thì cái việc mà bơi lội thì cũng rất là thuần thục rồi. Đúng. Nhưng mà bên cạnh đó thì có những người mà người ta lại lâu lâu về miền Tây một lần. Thì nếu như mà ấy thì anh có lời khuyên nào cho những người mà đi sông lần đầu tiên không anh Hiếu? Thì phiên là phiên những xuồng ghe nhỏ đúng vô mùa tháng 7 tháng 8 á, đừng nên đi sông suối tại lúc đó là sóng gió nhiều. Rồi trong khi có đi á, cũng phải mang can rồi theo hoặc là áo phao, có sóng gió rồi mình có thể mình lội vô bờ được. Còn nếu mà đi mà ý là bị chìm xuồng nhẫn xuồng rồi bị đuối nước là bị cú đó. Còn nếu mà mình có nghĩ khả năng mình á, biết thủ trước thì can 30 lít rồi đó mua bỏ theo, rồi có gì á mình để lội vô bờ. Nếu như mà có một cái ước muốn trong cuộc đời thì anh sẽ ước muốn gì anh Hiếu hả? Bây giờ nói chung là anh á, thì hoàn cảnh của anh đã vậy, không có đất cát, đi làm thuê làm mướn suốt ngày quanh năm suốt tháng vậy đó. Thì ước muốn của anh thì nói chung là mua được căn nhà nhỏ này, là bữa hổm cũng hỏi hai chân hụi cũng cỡ 40 triệu. Thì nói chung là cái anh dứt nợ có tiền thì anh trả được 40 triệu đó, thì anh bỏ bớt cái nghề bắt ốc đồ này kia dưới sông, bán cái nghề đó là quá nguy hiểm. Để chỉ yếu là còn cái xuồng để anh em đi chơi mò đồ chơi thôi, chứ nghĩ đi kiểu như là bớt sát sanh lại đó, là kiểu như đó là hồi đó giờ anh đi bắt ốc gạo anh căng ta ngày cứ 70-80 kg 50-70 kg chứ bắt cá này nè, chứ nghề quá nguy hiểm. Nếu mà anh dứt nợ thì anh chắc cũng lên bờ,
giờ anh đi có mua được cái máy hàng máy cắt gì đó anh đi hàng lặt vặt cho người ta, chứ nghề bà cậu thì bỏ bớt dứt nợ là lên bờ ngày 100 ăn 100, 50 ăn 50. Bây giờ còn nợ thì gán cài ngày cài đêm vậy. Điều tâm linh mà không biết nghe anh Phương là hàng xóm của anh kể, thì sau ba lần anh có ý định là kết thúc cuộc đời của mình, mà thì vẫn sống bình thường. Mà hiện nay thì anh vẫn sống bình thường mà kết thúc một cách cực kỳ nguy hiểm, thì lúc đó là anh buồn hay sao nữa? Tại lúc đó nó gian dở rồi, với nợ nần nó nhiều quá, anh tính giải quyết cho cuộc đời của anh nó khỏi còn dính líu trên trần gian, một làn thắt cổ hai làn uống thuốc sâu. Lúc đó mình cũng như suy nghĩ cạn cùng quá rồi, mình nghĩ quẩn phải không? Rồi nhưng mà vẫn cứu được hết, sống nhưng được ba làn cứu hết. Được vì là cái số của anh nó số phần rất lớn, rất lớn luôn. Trong những lần mà em cùng với anh Nguyễn Năm đi trên thuyền hay là trên xuồng hay là trên đò, thì không nghĩ rằng là mình sẽ có được một số lượng cá mà đem lên trên đó mà nướng mà ăn ở trên đó được, tại vì nghĩ đó là cá nuôi, mọi người nghĩ đó là cá nuôi chứ không phải là cá bình thường, đúng không? Mà nếu làm thì được một cái chuyện phi thường như thế là một trong hiếm hoi ở người Việt Nam mình. Thì nếu như cô bác quý anh chị mà có xem được video clip này thì hãy chia sẻ rộng rãi cho mọi người biết, để biết về hoàn cảnh của anh Hiếu cũng như là biết về biệt tài của anh Hiếu. Thì anh Hiếu là một người miền Tây, anh thì rất là hiếu khách, mặc dù hoàn cảnh gia đình còn rất là khó khăn. Nếu như cô bác anh chị có về xã Tân Hoài, huyện Tân Bình của tỉnh Đồng Tháp thì hãy ghé qua anh và đến với anh nhà anh một lần, thì để trải nghiệm cảm giác bắt cá trên sông Vàm Nao như thế nào và hiểu rõ thêm cái cuộc sống của anh trong thời gian này và sắp tới. Nếu như cô bác anh chị có lòng hảo tâm thì hãy chia sẻ, hãy giúp đỡ anh để thoát qua cái hoàn cảnh này, để lên bờ mưu sinh bằng những con đường như anh chia sẻ. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.